Vụ tử vong do bạch tuộc cắn, cảnh báo loài bạch tuộc đốm xanh nguy hiểm. Ngày 11 tháng 7, bác sĩ Trương Như Sơn, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua vụ việc một nạn nhân nghi bị bạch tuộc cắn chết tại xã Vinh Hà thuộc huyện này, cơ quan đã cảnh báo về một loại bạch tuộc đốm xanh có thể gây chết người. Như đã đưa tin, chị Văn Thị Tý, 32 tuổi, chú xã Vinh Hà đi đánh bắt hải sản cùng chồng trên thuyền ở khu vực biển Hòn Chảo thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp danh biển Đà Nẵng rạng sáng ngày 7 tháng 7. Trong lúc kéo lưới đã bị một con bạch tuộc cắn vào chân và ngất xỉu. Sau khi được chồng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Tý đã tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhận định nạn nhân có khả năng chết do bạch tuộc cắn. Trong sáng ngày 7 tháng 7, con bạch tuộc nghi cắn chết người đã được đưa về nhà nạn nhân. Lúc này, con bạch tuộc đã xuống màu và biến dạng, nhỏ bằng ngón chân. Ước tính nó dài khoảng 6cm, hình dáng nhỏ. Gia đình nói cái này chắc là do rủi ro nghề nghiệp, chứ không hề có vấn đề gì. Gia đình chỉ muốn làm đáng tang cho yên ổn cho nạn nhân, nên không làm kiểm nghiệm con bạch tuộc, bác sĩ Sơn thông tin. Theo bác sĩ Sơn, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp chết người do bị bạch tuộc cắn tại Huế. Sau sự việc, gia đình nạn nhân đã đem đốt con bạch tuộc trên. Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã đăng tải thông tin trên website để cảnh báo cho bà con nhân dân về một loại bạch tuộc tên là bạch tuộc đốm xanh có khả năng gây chết người. Trao đổi với phóng viên vào ngày 10 tháng 7 về việc cơ quan chức năng có kiểm nghiệm con bạch tuộc hay không, ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, có biết thông tin nhưng cơ quan chưa được báo cáo và chưa được phản ánh về vụ việc, nếu có yêu cầu thì sẽ vào cuộc. Theo ông Nam, đã là sự việc chết người thì cơ quan điều tra hình sự công an nên vào cuộc để xem nguyên nhân, xác định chất gây độc chết người là gì, có phải do con bạch tuộc hay không. Riêng việc bạch tuộc cắn chết người, ông Nam nói lần đầu tiên ông được nghe. Bạch tuộc đốm xanh nguy hiểm như thế nào? Bác sĩ Trương Như Sơn cho biết, bạch tuộc đốm xanh có tên khoa học là Habanoplaina, gọi chung là bạch tuộc hay mực tuộc. Bạch tuộc đốm xanh phân bố ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, sống trong các dạn đá, vùng nước nông có thủy triều. Màu sắc của bạch tuộc có thể thay đổi theo điều kiện môi trường, độ sâu của nước, độ chiếu sáng của mặt trời, từ xanh lục đến nâu đỏ. Màu sắc xuất hiện sặc sỡ khi chúng bị kích động hay chuẩn bị tấn công. Kích thước của chúng có thể nhỏ hoặc lớn, chiều dài từ 6 đến 20cm, có 8 vòi. Bạch tuộc đốm xanh vừa là loài ăn thịt, vừa làm mồi cho các động vật khác. Chính vì thế chất độc, còn có tên tetrodotoxin của chúng vừa có tác dụng tự vệ, vừa để tấn công con mồi. Tetrodotoxin chủ yếu trong tuyến nước bọt của bạch tuộc, ngoài ra còn có trên các phần mềm khác của thân bạch tuộc. Tetrodotoxin là một độc tố thần kinh có độc tính rất cao. Độc tố của một con bạch tuộc 25g có thể giết chết 10 người nặng 75kg. Bệnh nhân bị ngộ độc có thể qua đường ăn uống và đường da do bạch tuộc cắn. Thời kỳ nung bệnh qua đường ăn uống có thể từ 30 phút đến 3 giờ sau khi ăn. Qua đường da sau 1 đến 5 phút có thể xuất hiện triệu chứng nhiễm độc và có thể tử vong trong vòng 10 đến 20 phút. Khi bị ngộ độc, nạn nhân có triệu chứng tương tự như ngộ độc cá nóc. Lúc đầu là cảm giác khó chịu, mặt đỏ và xị da, đồng tử co rồi giãn ra, có thể buồn nôn, tiêu chảy, tay chân mỏi rũ, có khi rét run, đầu ngón tay, ngón chân tê dại. Trường hợp nhiễm độc nặng xuất hiện liệt toàn thân, người mềm da, tay chân mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, sau cùng là liệt cơ hô hấp, ngừng thở, trụy tim mạch và chết. Cách dự phòng với loài bạch tuộc này là khuyến cáo bà con không tiếp xúc với các loài bạch tuộc, không sử dụng bạch tuộc để làm thực phẩm. Khi bị bạch tuộc cắn phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Theo Đại Dương, cảm ơn các bạn đã xem video, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về video này nhé. Nếu hay, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp lại ở video sau.